Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt tay giải đề của tỉnh Khánh Hòa. Câu số 1 là cách đọc âm S ở cuối mỗi từ. Thì chúng ta có 3 cách đọc. Thứ nhất là em có thể đọc âm nó là âm S. Thứ hai là em có thể đọc nó thành âm Z. Và thứ ba chúng ta đọc thêm một âm đó là âm Is. Thì cách như sau. Đối với những chữ nào mà kết thúc bằng thế, kỷ, phủ, phàn, ghê, thôi. Có đọc lại nha. Thế, kỷ, phủ, phàn, ghê, thôi. Thì cái âm S ở cuối từ đó nó sẽ được đọc là S. Đúng chưa nào? Rồi còn những cái chữ cái nào, à xin lỗi, cái từ nào mà nó kết thúc là sang, sông, chèo, ghê, giới, xuân. Có đọc lại. Sang, sông, chèo, ghê, giới, xuân. Thì các em thêm âm em es và âm es đó nó sẽ được đọc là âm iz. Cô lấy ví dụ box và chúng ta thêm es chúng ta đọc là boxes. Những trường hợp còn lại chúng ta đọc cho cô là âm z, âm z này. Thì ở đây em thấy là chữ wait kết thúc bằng âm tờ đúng không? Look kết thúc bằng cờ đúng không? À, chữ stop kết thúc bằng p đúng chưa? Như vậy nó thuộc về công thức thế kỷ phũ phàn ghê thôi. Thế kỷ phũ phàn ghê thôi. À, chúng ta chọn được đáp án là câu C. Nó không thuộc trường hợp này. Đến với câu số 2 là cách đọc âm hai chữ O. Thông thường hai chữ O chúng ta sẽ đọc là âm U. Ví dụ như là foot, moon và soon. Chỉ có hai từ nó khác. Có cách đọc khác. Đó là từ flood. Flood là lũ lụt và blood là máu, nó sẽ đọc là âm á. Blood, flood, âm á đúng không? Đáp án của chúng ta là câu A. Câu số 3 là phần nhấn âm. Thì em xem maintain là động từ hai âm tiết nhấn âm 1. À xin lỗi, maintain là nhấn âm 2. Receive là nhấn âm 2. Differ là nhấn âm 1. Differ bởi vì mình có từ different đúng không? Thì bỏ chữ run đi thì differ nó vẫn nhấn là âm 1. Còn respect chúng ta là nhấn âm 2. Như vậy có 3 âm nhấn âm 2 đó là maintain, receive và respect. Câu C là đáp án. Câu số 4. Câu số 4 em quan sát này. Cái câu 4A là có âm x, quy tắc của âm y em còn nhớ không? Y x y âm y o y co y s y n á. Thì nhấn trước nó, đó là nhấn chữ to, historic. Còn y o, em thấy y o không? Nhấn chữ chữ nan, financial, nhấn chữ nan này. Rồi hai cái âm kia lại không có quy tắc. Chúng ta buộc phải biết cách đọc của chúng. Đó là từ attend. Thì attentive này nó cũng chẳng làm thay đổi âm nhấn của từ ten ha. Attentive. Và từ opposite, nhấn âm 1. Như vậy thì chỉ có 3 âm, 3 từ là nó nhấn âm 2. Historic, financial và attentive. Chọn câu D, opposite nhấn âm 1. Dấu nhấn các em đọc dấu sắc nha. Câu số 5 là chọn nghĩa của từ. Các em quan sát. The meaning of the words có nghĩa là nghĩa của những từ vựng. Thì cố gắng chắc chắn là đoán nghĩa của từ chứ không thể nào là expect là mong đợi, hay think là suy nghĩ, hay là look là nhìn, không phải ha. Chỉ có thể là đoán nghĩa của từ. Guess, guess là đoán. Câu số 6. À, ở đây em nhìn thấy chữ happy là một tính từ. Thì bổ nghĩa cho một tính từ chỉ có thể là trạng từ thôi. Chỉ có trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thôi. Hạnh phúc, extremely happy, cực kỳ hạnh phúc. Đúng không? Câu số 7 là câu về thì. Ở đây em thấy chữ didn't là ở quá khứ thì chắc chắn là phải từ quá khứ trở xuống thôi. Không thể là hiện tại, không thể là tương lai được. Bây giờ quá khứ gì thì mình quan sát ha. Cô ấy không nghe con chó nó sủa. Con chó nó đang sủa ở bên ngoài bởi vì lúc đó cô ta đang đeo cái tai phone. Phải là lúc đó đang đeo cho nên mới không nghe thấy. Mình dịch có chữ đang đúng không? Lúc đó đang đeo. Lúc đó đang đeo. Chọn câu C. Quá khứ tiếp diễn có công thức là was were cộng động từ thêm in. Đúng chưa nào? Câu số 8. Ở đây em để ý có chữ and ở phía sau đúng không? Mà giới từ đi với and thì chỉ có thể là between. Giữa và đúng không? Tỉnh Khánh Hòa trải nghiệm cái nhiệt độ giữa 29 và 36 độ vào mùa hè.
Đáp án là câu A, between. Câu số 9. Câu số 9 là một câu liên quan đến từ vựng ở unit 1 em đã học. Làng nghề là những cái gì đây phổ biến? Như vậy chỉ có một từ phù hợp, đó là tourist attraction, điểm hấp dẫn khách du lịch. Đó, đây chỉ có từ này thôi, nghĩ mấy từ kia bạn không bao giờ tra được đâu. Bởi vì nó đâu có có đâu. Nó đâu có trong từ điển đúng không? Tourist attraction là điểm hấp dẫn du lịch nổi tiếng ha. Chọn câu B, đó, từ vựng của unit 1. Câu số 10, em quan sát là chữ D. Chữ D là một mạo từ. Sau mạo từ chúng ta có thể dùng một danh từ hoặc là một cụm danh từ. Thì ít nhất phải có danh từ. Thì danh từ ở đây là có thể là developer, là người đúng không? Nhà phát triển đúng không? Hoặc là mình, sự phát triển. Thì ở đây em thấy là sự phát triển về công nghệ, chứ đây đang nói về vật chứ không thể nói về người. Như vậy chúng ta chọn câu câu C, development, sự phát triển. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 11. Câu số 11 là liên quan tới đại từ quan hệ. Các em xem các cái đáp án liên quan tới đại từ quan hệ đúng không? Đại từ quan hệ whom thay thế cho người, làm tân ngữ của mệnh đề quan hệ. Đại từ quan hệ who thay thế cho người, làm chủ ngữ của mệnh đề quan hệ. Nó cũng có thể làm tân ngữ luôn. Đại từ quan hệ which thay thế cho vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong mệnh đề quan hệ. Từ what không phải là đại từ quan hệ. Từ what không bao giờ đứng sau một danh từ. Nó có thể đứng sau một động từ, nhưng không bao giờ nó đứng sau một danh từ. Như vậy ở đây em xem đang nói vật hay người nha. Smoke, dust and noise, khói này, chất bẩn này, bụi bẩn này và tiếng ồn là các cái loại ô nhiễm. Như vậy ở đây đang nói về vật. Như vậy pollution là chất gây ô nhiễm đúng không? Đó, em có thể quan sát ở đây đang nói về vật không ạ? Như vậy thay thế cho vật là từ which. Câu số 12, em để ý quan sát là từ than là cấu trúc dùng trong so sánh hơn. Thì so sánh hơn em biết rồi đó, chúng ta dùng tính từ và trạng từ, thêm đuôi er hoặc là thêm chữ more phía trước, tùy thuộc nó ngắn hay dài. Như vậy ở đây chúng ta chỉ thấy là câu B là có cấu trúc của so sánh thôi. Và ở đây xuất hiện từ much. Từ much ở đây là bổ ngữ của so sánh. Các bạn có thể dùng bổ ngữ đứng trước cấu trúc so sánh. Ví dụ như là thanh bình hơn rất là nhiều. Thanh bình hơn rồi nhưng mà mình muốn nói là nhiều lắm. Thanh bình hơn rất là nhiều đúng không? So với cái chất lượng, so với cuộc sống ở trong thành phố lớn. That ở đây muốn nói là like á, đang so sánh cuộc sống ha. Câu số 13. Câu số 13 là các em thấy là tomato là vật mà đưa lên chủ ngữ ha. Thì khả năng có thể là câu bị động đấy. Bởi vì động từ pick là hái. Quả cà chua được hái chứ không thể là tự hái được. Được hái thì động từ pick bản thân nó phải đưa về cột 3 và phải đặt to be phía trước để cho thể để cho ra được cấu trúc của câu bị động. Và ở đây người ta dùng từ can, có thể được hái. Thì can là modal verb, thì các bạn thấy là sau modal verb chúng ta dùng động từ nguyên mẫu. Rồi. Như vậy câu B là đáp án. Thứ nhất là bạn thấy có động từ cột 3 ở trong câu bị động, thứ hai là phải có to be. À, thì can ở đây phù hợp nữa đúng không? Có thể được hái mà trước khi nó hoàn toàn chín. Câu số 14. Câu số 14 là câu liên quan tới từ nối đúng không? Otherwise and however không phù hợp. Bởi vì chúng một là nó đứng đầu câu, hai nó sẽ đứng sau dấu chấm phẩy. Chứ còn đứng sau dấu phẩy thì tuyệt đối chúng ta chỉ dùng những cái liên từ gọi là liên từ đẳng lập thôi. Because cũng không bao giờ đứng sau dấu phẩy đâu các bạn. Because nó còn đứng giữa thì cũng có dấu phẩy đâu nha. Nhìn vô là chỉ có một từ sâu duy nhất thôi. Và hơn thế nữa thì nghĩa của nó cũng rất là phù hợp ha. Giao thừa là một cái thời gian rất là linh thiêng nhất ha, của năm. Vì vậy, cái vị khách vào nhà đầu tiên á, đưa ra cái lời chào đầu tiên á, thì cũng rất là quan trọng. Rất là quan trọng đúng không? Rồi, nó phù hợp với nghĩa, nó phù hợp với cấu trúc, nó là từ sâu. Câu số 15, chúng ta thấy là cấu trúc đe. Đe thì chắc là đe a hay là đe y gì đó đúng không? Là nghĩa là có. Thì ở đây em quan sát cái danh từ, ở đây là danh từ job, là công việc. Nó đếm được, có nhiều công việc đúng không? Thì chữ nhiều thì chắc chắn là phải thêm s rồi. Như vậy đáp án của chúng ta là câu C. Bởi vì nhiều công việc thì là đe a chứ không thể là đe y được.
Câu số 16 nó liên quan tới một cái phrasal verb các bạn học ở unit 1 luôn. Sau khi tôi copy hết tất cả thông tin mà tôi cần từ cái ổ đĩa cứng hard drive thì tôi chấm 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 máy tính và rời đi. Thì em thấy là rời đi thì phải tắt máy tính rồi mới rời đi chứ, đúng không? Đó là turn off, là tắt ha. Câu số 17 là liên quan tới câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi các bạn biết rồi đấy, phía trước nó mà là khẳng định thì phía sau sẽ là phủ định. Cái đuôi của nó là phủ định, còn phía trước của nó mà là phủ định thì phía sau sẽ là khẳng định. Các em để ý là ở phía trước, em thấy từ used to nó dùng ở quá khứ đơn, thì phía sau chắc chắn mình cũng dùng quá khứ. Và ở đây không có động từ, không có một cái trợ động từ nào xuất hiện thì các bạn buộc phải mượn. Đó là trong quá khứ các bạn mượn, đó là trợ động từ did. Và phủ định đó là didn't, bởi vì phía trước bạn thấy nó là khẳng định. Ở đây, cái đuôi, cái chủ ngữ của cái đuôi các em phải dùng các cái đại từ thay thế. Ví dụ như là I, you, we, they, he, she, it. Và có thêm một từ nữa, đó là từ there. Ngoài ra bạn không được sử dụng, còn lại bạn không được sử dụng bất cứ một cái tên riêng nào trong phần đuôi của chủ ngữ nha. Đó là đáp án B, did and she, bởi vì Mai là con gái đúng không? Người ta dùng từ she. Phần tiếp theo đó là chọn từ đồng nghĩa. À xin lỗi các bạn, phần thứ hai là tìm lỗi sai của câu ha, và sửa lại nếu các em biết có thể sửa lại. Thì câu 18 này các bạn xem, dustbin have been placed. Dustbin là vật mà đứng đầu câu, thì các bạn thấy là người ta đã dùng câu bị động rồi nè. Các cái sọt rác đúng không? Cái thùng rác được đặt ở nhiều nơi khác nhau đúng không? Place, động từ place là đặt này. Như vậy là bị động nên không có sai. Hiện tại hoàn thành cũng rất là ok, bởi vì việc đó đã được thực hiện rồi cho đến bây giờ. Để ngăn cản mọi người khỏi việc xả rác, động từ litter là xả rác. Đây là một động từ. Theo sau mỗi một giới từ thì nó thêm in là đúng rồi. Cái sai ở đây là từ on. Prevent nó không đi với on mà prevent nó đi với from. Prevent from có nghĩa là ngăn cản mọi người không được làm gì ha, không được xả rác. Đáp án là câu D, prevent from. Câu 19. Câu 19 các bạn quan sát là từ worry. Worry đây là một động từ mang nghĩa là làm lo lắng, gây lo lắng. Đây là một cái từ mà nó có thể tạo thành hai tính từ đối lập với nhau, một tính từ thêm in và một tính từ thêm ed. Thì worry mà ed thì nó sẽ mang nghĩa là nói cho biết cảm giác của người lúc đó như thế nào, cảm giác của người. Còn worry mà thêm in á, đó là bản chất của một cái sự việc gì đó hoặc là bản chất của một con người nào đó, đúng không? Như vậy mọi người thì rất là lo lắng, ở đây nói về cảm giác người thì chắc chắn là worry ed. Đây là những cái gọi là tính từ chỉ thái độ nha các bạn, tính từ chỉ thái độ. Rồi từ which này cũng không có sai, bởi vì nó thay thế cho cái đại dịch COVID-19 cho nên cũng không sai. Huge ở đây là lớn, human toll như vậy là cũng không sai ha. Lượng người chết rất là lớn ha, cái sự mất mát về người á. Chúng ta đến với phần tiếp theo là tìm từ đồng nghĩa. Thì em thấy ở đây từ closest là gần nghĩa nè. Các bạn đọc cái câu này và xem cái từ này gần nghĩa nhất với từ nào nha. Typhoon là một cái cơn bão rất là lớn ha, là một loại bão có sức mạnh rất là khủng khiếp nè, rất là mạnh nè, powerful nè, mạnh nè. Mà nó có cái gì đây? Một cái hệ thống gió rất là như thế này, rất là furious. Như vậy bão mà em thấy ở đây là powerful nữa, mà furious đây thì chắc chắn là một cái hệ thống gió rất là dữ dội, đúng không các bạn? Dữ dội thì nó sẽ gần nghĩa với từ nào? Peaceful là không mang nghĩa dữ dội được. Gentle cũng vậy luôn, hiền lành cũng được luôn, slight là nhẹ cũng được luôn. Chỉ có violent thôi đúng không? Violent là dữ dội ha, mãnh liệt. Phần tiếp theo là tìm từ trái nghĩa. Opposite là trái nghĩa các bạn, trái nghĩa. Thì em đọc câu này lên thì thể lộ được nghĩa của cái từ gạch chân ha. Trong suốt cái lịch sử 5 thế kỷ của Á vận hội đúng không? The Asian Games. Trong suốt lịch sử 5 thế kỷ thì Á vận hội đã tiến bộ về nhiều mặt. Như vậy thì chúng ta thấy là nó sẽ mang nghĩa là tích cực,
Tiến bộ về nhiều mặt chứ, người ta dùng từ old aspect đây em biết rồi, thì không thể nào mà là thụt lùi nhiều mặt được, phải tiến bộ chứ. Tiến bộ thì em thấy là tìm từ trái nghĩa, ta sẽ tìm cái từ nào mà nó mang nghĩa tiêu cực á. Up cái gì đó thì nó phải là tích cực rồi đúng không? Forward là phía trước gì tích cực luôn đúng không các bạn? Thì chỉ có một cái từ nó mang nghĩa tiêu cực, đó là từ back, lùi trở lại, giật lùi trở lại đó. Hold back, holding back. Như vậy từ hold back là kìm hãm hay còn nghĩa là chặn lại. Hold back có nghĩa là chặn, kìm lại. Go up là tăng lên ha. Bring forward, nó có nghĩa là dời sang một cái gì đó khác, một ngày khác đúng không? Move forward là tiến đi, tiến lên phía trước ha. Đó là nghĩa của phrasal verb. Chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Đó là giao tiếp. Giao tiếp thì các bạn đọc phải hiểu thôi. Sue and Peter are in the office. Hai người này trong văn phòng này. Sue bạn nói này. You have read that article on the website, haven't you? Bạn Sue bạn hỏi nha. Bạn đọc cái bài báo trên website chưa? Thì bạn Peter sẽ trả lời như thế nào? Not yet, vẫn chưa. Nhưng sao? Đúng không? Rất là phù hợp. Bạn nào mà chọn câu B, sure thing là không đúng nha. Bởi vì người ta đang hỏi bạn là đọc chưa? Đây câu hỏi đuôi em thấy chưa? Đọc rồi, thấy chưa? Đọc chưa? Yes, of course, I will. Nó liên quan gì đến I will? Hỏi đọc chưa mà. Hỏi việc đấy đã làm chưa cơ mà. Đúng không? Sao lại dùng tương lai ở đây được? Còn not at all, go ahead. Liên quan gì tới not at all? Not at all là không có chi, không có gì cả. Tiếp tục đi, go ahead. Không liên quan, đúng không các bạn? Chỉ có not yet, vẫn chưa đọc. Tại sao? Tại sao vậy? Bạn hỏi để làm gì? Chúng ta đến với phần bài tập đục lỗ điền từ. Câu số 23, các em quan sát này. Tourist industry, công nghiệp du lịch. Như vậy là công nghiệp du lịch. Consider, cái động từ này em không thuộc nghĩa thì làm sao có thể điền được đúng không? Xem là, như vậy phải là được xem như là ngành công nghiệp mà nó lớn nhất của thế giới. Được xem như là câu A. Bị động mà. Bị động nó dịch sẽ có luôn luôn có chữ được hoặc chữ bị. Được xem như là câu A. Đúng chưa? Bị động. Câu số 24, các bạn quan sát. Ở đây chúng ta đang nói về gì nè? Nói về tiền hay nói về kinh tế hay nói à xin lỗi nói về tiền hay, nói về văn hóa hay nói giáo dục hay nói y tế này chúng ta xem nha. The direct chấm 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 impact of the industry including accommodation này, cái gì tác động cái gì gì đó của ngành công nghiệp này, bao gồm nhà ở cái gì chỗ ở này, giao thông này, sự đi lại này, giải trí này, rồi các điểm hấp dẫn du lịch này, trị giá này, trillion dollars. À, ở đây đang nói về tiền các bạn này, thấy mình nói về tiền không? Trị giá nghìn tỷ đô, trillion là nghìn tỷ. Như vậy chỗ này chắc chắn đang nói về kinh tế, những tác động thuộc về kinh tế của ngành công nghiệp bao gồm công nghiệp vận tải, công nghiệp nhà ở, công nghiệp giải trí, công nghiệp du lịch gì đó. Như vậy là economic đúng không? Economic là đáp án, đang nói về tiền, kinh tế thuộc về kinh tế ha. Câu số 25. Thì các bạn xem nè. The statistic, cái thống kê chỉ ra rằng con số khách du lịch quốc tế. Như vậy là con số, như vậy chỗ này em thấy có động từ chính là động từ rich rồi, thì khúc này chắc chắn là một danh từ rồi, nó là bộ phận chủ ngữ của cái câu The number of international tourists đúng không? À, như vậy là một danh từ rồi. Tourist cái gì đó, bởi vì nó đứng ở bộ phận chủ ngữ thì nó chắc chắn là một danh từ. Từ worldwide là trạng từ đúng không? Nó thuộc bộ phận danh từ. Danh từ ở đây là việc đến của các du khách, việc việc đến đến của các du khách quốc tế đã đạt tới là con số là 1,04 tỷ vào năm 2012 đúng không? Việc đến là arrival, đây là danh từ. Chúng ta đến với câu số 26. 26 em nhìn là một loạt là giới từ đúng không? Thì em thấy cover là bao phủ với cái gì đúng không? Cover nó đi với từ with. Bao phủ với cái gì? Các bạn phải học thuộc giới từ đi kèm theo cover with. Chứ cover không đi với giới từ for, on hay là by nha. Có thể bạn dùng cover in cũng được. Nhưng mà cover in nó khác với cover with. Ở chỗ là cover with là nó bao phủ lên trên, còn
cover in là nó in lên đó luôn ha, in lên đó luôn. Ví dụ như mặt của em bao phủ bởi mụn á, hay là bởi nốt ruồi thì chúng ta dùng được in, bởi vì nó in lên đó luôn rồi ha. Còn cover with là nó chỉ nằm ở phía trên thôi, nó phủ hết lại. À, chúng ta đến với phần câu 32, câu 27 các bạn này, câu 27. Câu 27 em quan sát nè, từ guide nhiều bạn không hiểu guide ở đây là nói người hướng dẫn hay là sách hướng dẫn nữa. Thì không biết nói người hay vật thì em phải quan sát ở phía sau này nha. À, bây giờ ha, có một cái guide cái gì đó holiday mới này, được gọi là Holidays that don't cost the earth. À, đây là cái tên của cái guide đó nha. It ở đây muốn nói là cái guide đó đó. Tell you, nó có thể nói cho bạn. Như vậy it ở đây rõ ràng là vật rồi. Nó nói cho bạn biết rằng nè, bạn có là một việc khách du lịch có trách nhiệm hay không nè. Như vậy it ở đây là vật, vật làm sao bạn chọn là who được, đúng không? Chỉ có thể là wish thôi. Rõ ràng đây cái tên đây cũng không phải là thể hiện người nữa, đúng không? Chúng ta đến với bài đọc hiểu này các em. Bài đọc hiểu. Đọc hiểu rất là nhẹ nhàng. À, đọc câu 28 này. Nhiều người vẫn tin rằng chúng ta sẽ không bao giờ. À, ở đây chúng ta chọn đáp án là câu C. Các bạn biết vì sao không? À, run out of có nghĩa là gì? Làm cạn kiệt ha. Chúng ta sẽ không bao giờ cạn kiệt được nguồn tài nguyên thiên nhiên. À, resource là nguồn tài nguyên, natural là thiên nhiên. Bởi vì trong cái câu này nó nói này, many people believe that này, thấy không? Natural resources will never be used up này. Không bao giờ được sử dụng hết. À, nhiều người họ tin là nguồn tài nguyên sẽ không bao giờ được sử dụng hết, nó sẽ bằng với việc là run out là hết đó, cạn kiệt đó, đúng không? Chúng ta đến với câu 29 này. Theo nhà văn, chúng ta nên sử dụng năng lượng như thế nào đây? Này, câu cuối, các bạn nhìn câu cuối này. We should này, use natural resources as economically as possible. À, đây từng nghĩa là gì? Một cách có tiết kiệm, một cách tiết kiệm đấy, trong bài luôn. Chính là từ trong bài luôn, đúng không? Câu số 30, từ approve, nó đồng nghĩa với từ nào ha? Em đọc nha, close it này, in a meaning to này, close it, đồng nghĩa với từ nào? Đây bạn xem nha. However, many people do not approve of using nuclear power because it's very dangerous. À, nhiều người họ không có approve với việc sử dụng năng lượng hạt nhân, đúng không? Power nó bằng với từ energy đó, bởi vì nó rất là nguy hiểm. Như vậy không approve, ông approve có nghĩa là không agree, không đồng ý, đúng không? Approve là đồng ý bằng nghĩa ha. Câu 31. Nguyên nhân cái gì gây ra ung thư và có thể là badly affect, gây ảnh hưởng xấu tới thế hệ trong tương lai, các thế hệ tương lai đây. Nhưng từ khóa của mình là em tìm cái chữ nào cancer với lại generation á, đúng không? Đâu, chỗ nào đâu? Cancer nó nằm ở khúc nào? Đây, các bạn thấy không? Đây. Radio activity, đúng chưa? Cause, nó trong bài đâu nè. Cancer and may badly affect the future generations, đúng không? Radio activity, các cái hoạt động phóng xạ ha. Câu số 32. Theo đoạn văn, cái nào sau đây không đúng, các bạn đọc kỹ nha, không đúng về năng lượng hạt nhân, power, năng lượng. Em đọc năng lượng hạt nhân nào, tìm chỗ nào hạt nhân đọc trước nè. Đây. A nuclear power is the only alternative. À, cái năng lượng hạt nhân là nguồn thay thế duy nhất. Ừ, tuy nhiên sao? Nhiều người họ không ủng hộ bởi vì nó nguy hiểm. À, nguy hiểm như vậy là rồi, đúng, nguy hiểm đúng nha, có nguy hiểm nha. Rồi gì nữa? À, nguy hiểm này. Chuyện gì xảy ra nếu như có những cái tai nạn hạt nhân nghiêm trọng, đúng không? Nó gây ảnh hưởng xấu tới thế hệ tương lai. Như vậy là nguy hiểm có nghĩa là không an toàn luôn, đúng không? Giống luôn. Risky cũng vậy. Mạo hiểm quá liều lĩnh, bởi vì nó còn ảnh hưởng đến thế hệ tương lai nữa kìa. Như vậy chỉ có một từ nó không đúng là safe. An toàn, làm gì có chữ an toàn ở đây, đúng không? Không hề nói là an toàn. Toàn bộ thấy nguy hiểm không à, mạo hiểm, nguy hiểm. Chúng ta đến với phần viết lại câu. Câu 33 các em quan sát.
Nè, các em quan sát này, more tree ở đây là tân ngữ mà được lôi lên làm chủ ngữ thì rõ ràng đây là câu bị động. Câu bị động làm ơn xác định dùm cho cô động từ bị động là động từ nào? Là động từ này. Đây, hắn đây, bị động. Em làm ơn đưa động từ bị động về cột 3 giúp cô. Planted được trồng đúng không? Và đặt to be phía trước dùm cho cô cái đã, rồi tính chia thì sau. Đó, như vậy chúng ta đã được cấu trúc bị động rồi. Bây giờ chia thì nè. Câu phía trên người ta dùng modal verb đó là should, thì câu phía dưới em cũng phải dùng lại chứ không được bỏ đi, đúng không? Should là nên, nếu em bỏ đi thì nó mất cái nghĩa nên rồi của cái câu viết lại. Như vậy sau từ should thì động từ to be vẫn giữ nguyên, bởi vì sau một cái động từ khiếm khuyết, động từ cái động từ đứng ngay sau thôi nha, chỉ có một động từ đứng ngay sau động từ khiếm khuyết là nó về dạng nguyên mẫu thôi. Rồi còn lại là cái planted đi với to be là nó mang nghĩa là bị động được ha, nên được trồng. Rồi viết lại thôi đúng không? To revenge đúng không? To revenge. Rồi bạn viết lại giùm cô nha. Đó, mudslide ha. À, sạt lở bùn gì đó. Chúng ta đến với câu số 34. Câu 34 là chúng ta sẽ đổi cấu trúc span với lại là từ it ha. Cấu trúc của span với lại từ it, các bạn quan sát nha, để cô lấy cái giấy này con đổi này, các bạn quan sát cái cấu trúc nha. À, từ it này, it took, it take gì đó, it nếu mà it take là phải thêm s nha, còn took á là quá khứ cộng với lại tân ngữ chỉ người đúng không, tân ngữ chỉ người này cộng với lại thời gian đúng không, cấu trúc này cộng với động từ có to verb có nghĩa là nó lấy đi của ai đó ha bao nhiêu thời gian để làm gì. Nó sẽ đổi qua biến ngược lại ha, ai đó cái người này đưa xuống này, ai đó đúng không, ở đây sẽ làm chủ ngữ, lúc này nó sẽ làm chủ ngữ, đưa xuống làm chủ ngữ nha. Mất bao nhiêu thời gian, các bạn dùng từ spend, spend để chia thì cho phù hợp nha, hoặc là spender chia thì cho phù hợp nha. Quá khứ nếu là chủ ngữ số ít thì các bạn thêm s dùm cô nha, cộng với lại gì đây, spend bao nhiêu thời gian, bạn đưa thời gian xuống đây, thời gian xuống đây đúng không, bao nhiêu thời gian, và động từ này các bạn phải thêm in, nó khác ở chỗ là thêm in chứ không phải là to đó đúng không. Như vậy áp dụng thì chúng ta thấy là tôi thường dành ra 15 phút đạp xe tới trường mỗi ngày, có nghĩa là I often gì đấy, à xin lỗi, it often gì, take ở đây hiện tại đơn mà dùng take đúng không, take thêm s, take I, take me đúng không, chủ ngữ ở đây là người là tôi, đổi qua tân ngữ là me, bao nhiêu thời gian, 15 minutes đúng không. Rồi chắc chắn là đi với to rồi, to ride chứ không phải là to riding nha, to ride to school every day. Câu 35, câu 35 em thấy người ta đánh dấu mũi tên là chữ if, như vậy đây là câu viết lại, câu điều kiện đúng chưa. Điều kiện ở đây em quan sát dấu hiệu nhận biết là toàn bộ ở hiện tại đơn hết. Điều kiện mà nói về hiện tại chỉ có thể là điều kiện loại 2, không có thật ở hiện tại. Bây giờ không có thật mình điều kiện nó lên, đúng không? Nó không có thật là chỉ có thể là điều kiện loại 2. Đang dấu hiệu nhận biết toàn bộ em thấy ở hiện tại nè. Điều kiện loại 2 là em dùng mệnh đề if, là dùng có chữ would, chữ could gì đó. Còn mệnh đề chính em dùng ở quá khứ đơn, em nói ngược lại nha. Tôi không có bất cứ cái tiền bạc nào khác nào hết. Vì vậy tôi không thể mua cái quyển sách khoa học này. Đây là sự thật ở hiện tại. Nhưng bây giờ nếu tôi có, mình phải nói ngược lại nha. Nếu tôi có em dùng điều kiện, bởi vì nó có thật đâu. Điều kiện loại 2, không có thật ở hiện tại. If I có là gì? Ở đây không được dùng phủ định nữa nha. Có là động từ have, chia quá khứ là had. Any không được dùng bởi vì đang ra câu khẳng định. Bạn có thể dùng some money, bạn đổi thành là some cũng được ha. Some money nếu như bạn sợ thì bạn bỏ luôn. Phải đúng không? Nếu tôi có cái này. Còn sâu nữa không em? Chắc chắn là không. Bởi vì em đang dùng liên từ if để kết nối hai mệnh đề thì các bạn không được dùng từ sâu, không có được dùng bất cứ một cái liên từ nào khác nữa. Ai? À, ở đây có chữ can thì các bạn chỉ cần đổi qua là chữ could thôi. Không nên dùng would trong trường hợp này, bởi vì trong cái câu gốc của mình có chữ can mà. Chúng ta không dùng can not bởi vì chúng ta đang nói ngược trở lại mà, đâu có thật đâu. Could đúng không? Mình để chính chúng ta có chữ could. Could by this
Science book. Câu điều kiện loại 1, công thức của nó cô ghi cho các bạn xem nhé. Câu điều kiện loại xin lỗi loại 2. Câu điều kiện loại 2, điều kiện loại 2. Công thức của nó các bạn xem này. Mệnh đề if chia quá khứ đơn. Chủ ngữ ha, cộng động từ chia quá khứ đơn, đó là ed hoặc là chia ở cột 2. Mệnh đề chính nó có chữ would là 1 này, đúng không? Chữ could là 2 này, hoặc là chữ might là 3 này, một trong ba từ này cộng với động từ nguyên mẫu. Thông thường là bạn thấy chữ would nhiều, nhưng do cái câu gốc của mình nó có chữ could, à chữ can đúng không? Cho nên chúng ta sẽ biến nó thành là could. Câu cuối cùng. He cannot drive because he is young. Anh ta không thể lái xe bởi vì anh ta quá trẻ. Như vậy là anh ta không đủ lớn, không đủ tuổi, không đủ lớn để lái xe. Đây là cấu trúc enough. Cấu trúc enough, đúng không? Cấu trúc enough các bạn biết rồi, chủ ngữ đúng không? Cộng với lại động từ. Cộng với lại gì đây? À, ở đây có thể là tính từ ha. Tính từ hoặc là trạng từ, tùy. Nếu chỗ này to be thì đây tính từ, nếu chỗ này động từ thường thì đây là trạng từ. Enough nó sẽ đứng ngay sau tính từ hoặc trạng từ. Enough ha. Ở đây có thể là for cộng với lại người nào đó ha, nếu không có thì thôi. Cộng với động từ có to, to verb. Đây là cấu trúc của enough. Cấu trúc của enough nha. Ai đó đủ cái gì để làm gì ha. Như chúng ta áp dụng này. Anh ta không đủ gì đây, anh ta quá trẻ có nghĩa là không đủ gì, đủ lớn ha, đủ tuổi á, lớn á. Enough is not old enough to, enough luôn luôn đi với to, to gì, to drive. Ở đây cùng chủ ngữ rồi cho nên không cần phải là for him nữa nha, không cần for him. Như vậy bài giải đến đây là kết thúc.